chào cô. Dạ, em. Chào cô. Chào chị. Mời cô giới thiệu về mình đi cô. Thưa em Sê Quyền Linh và Lê Lộc. Kính thưa quý khán giả, tôi tên là Trần Thị Ao, năm nay 57 tuổi, tôi ở nhà bè. Dạ, nhà bè cô hả? Dạ chị, mình giới thiệu chút xíu về mình đi ha. À, dạ em tên là Cấn Thị Thu Thủy, hiện tại năm nay 30 tuổi và làm nhân viên ngân hàng. À, em cũng về làm dâu của mẹ được 4 năm. Dạ cô, cái lần gặp đầu tiên của cô đối với một con dâu của mình á, có ấn tượng gì không cô? Nếu mà nói ấn tượng thì nhiều lắm. Tôi thì có hai thằng trai. Dạ. Mà từ nhỏ tới lớn, từ lúc đi học thì nó cũng ít có bạn bè lắm. Cái tối một ngày đó thì ngày mai á là sinh nhật của em trai nó. Cái chiều hôm nay nó mới về, nó nói mẹ ơi, ngày mai mẹ cho con mời một người bạn nha mẹ. Cái tôi mới hỏi nó là bạn trai hay bạn gái. Nó nói thì ngày mai đi rồi biết. Cái tôi nói nếu mà nói cho biết á thì mẹ mới cho mời, còn không nói mẹ không cho mời. Cái nó mới nói là bạn gái mà mới quen thôi chứ không phải người yêu nha. Cái vừa xong là tôi bắt điện thoại lên ngay, tôi điện lên trên ngoại. Tại vì tổ chức sinh nhật cho em trai là ở trên ngoại chứ không phải tổ chức tại nhà. À. Cái tôi mới thông báo cho ba, mẹ, anh, chị em nhà tôi hết luôn. Là ngày mai Tùng sẽ dẫn bạn gái tới. Cái là sáng hôm sau là bắt đầu lên tập trung trên nhà ngoại. Cái là coi như từ ba mẹ tôi cho tới anh em, mấy con, mấy cháu, tề tụ đầy đủ hết. Để náo nức chờ coi mặt, có thể nói là bạn gái của con trai mình. Con dâu tương lai. Con dâu tương lai. Dạ. Một cái điều mà tôi hơi bất ngờ cái là cái cô bé đó trông cũng xinh đó, cũng dễ thương. Có điều có cái ấn tượng nhất là bé nhỏ xíu con à. Cái tôi mới nói ôi cái cô bé này nhỏ quá, chắc về chắc tôi phải nuôi một thời gian nữa. Lúc đó thì em thấy thế nào với bà mẹ chồng tương lai? Em đến thì cũng bất ngờ. Em vô thì anh nghĩ lại không có giới thiệu gì em hết á, mà em tự xử luôn. À, tức là tự giới thiệu luôn. Nhưng ấn tượng gì với mẹ chồng tương lai? À, mẹ em là em thấy bình thường lắm, thấy không có cái gì sợ hay là run gì hết. Thế ba thì hơi sợ ba chứ. Hơi sợ luôn. Dạ. Nhưng mà cái chuyện mà miền Nam mình đó cô, thì có con dâu miền Bắc á, cô có mong muốn không hay là nó có không hợp nhau điều gì không? Cô không có cái quan niệm là sau này sẽ là có con dâu Nam hay con dâu Bắc gì cả. Tại vì cái ngày xưa cô đi làm ở trong cơ quan á, là cô cũng đã tiếp xúc với người Bắc rất nhiều. Nên từ đó thì cô cũng hiểu được ít nhiều về cái phong tục với là cái ăn uống của người Bắc. Nên khi mà con trai cô nó về nó giới thiệu bạn gái á, thì cô nói miễn là con cô nó thương đâu thì cô nói đó. Đó là cái mục đích tối thượng của tất cả các bà mẹ, miễn sao con cái mình hạnh phúc là được rồi ha. Nhưng chắc chắn trong cái chuyện ăn uống, trong cái chuyện giao tiếp, trong tất cả mọi cái văn hóa về vùng miền đó, nó sẽ xảy ra. Vậy thì ai sẽ là người chịu ai? Hôm nay cô có cho con dâu mình nói thật tất cả mọi thứ không? Nếu mà nói là mẹ chồng với nàng dâu chứ ở nhà thì không thể nói thân thiết như thế nào nữa. Tại vì hai mẹ chồng nàng dâu thì thường hay nói chuyện hay coi những cái game show hay cùng nhau coi với nhau rồi tâm sự với nhau nhiều. À, nhiều. Nên là hôm nay chủ yếu muốn lên đây để cho con dâu mình trong lòng nó có những cái gì mà không giữ ý mẹ chồng để nó có dịp để nói ra. Chứ nếu không ở nhà nó không dám nói đâu. Không nói em. Nói. Chị em thấy là mẹ rất là cởi mở rồi đó. Mình cứ tự nhiên thoải mái đi. Ừ. Chỉ có lúc trong thời gian mà sinh xong á thì lúc đó tâm lý của mình là cũng có chút thay đổi á. Nó cũng hơi buồn bực trong lòng. Mà ba mẹ chồng lo hết từ A đến Z, nấu nướng rồi thì nước xong hay là gì là ba mẹ chuẩn bị hết cho mình. Quá hạnh phúc rồi. Mình không có phải làm gì hết á. Dạ. Nhưng mà chỉ có mỗi cái tính vì buồn quá nên mới sinh ra là nghiền coi phim, hay lấy lén điện thoại để coi phim á, nên mẹ biết thì mẹ cũng nói thôi, mẹ bảo là coi vừa thôi chứ không mai mốt là mắt hư luôn á. Thôi nào cô không cho coi mà cô định coi nó có coi không cô? Cô biết nó coi chứ, trong năm này là 3 tháng là mình không cho bước chân ra khỏi nhà. Cái chị nhà ta không buồn quá mới lấy điện thoại ra coi phim Hàn Quốc. Cái mấy lần đầu mình thấy nó coi cái mới nói là con coi sau này cái con mắt nó mờ đó. Cái có mình cái chị nhét vô, nhét dưới gói, cái không có cái chị móc ra. Cái mình thấy vậy đó, cái mình vô mình nói con không nghe lời mẹ đi nhà, cái sau này có gì đừng nói xong mẹ không nhắc nhở. Sanh xong mình hay về nhà mẹ ruột mình ở đó, nhưng lý do tại sao em lại chọn về nhà mẹ chồng? Tại là ba mẹ ruột em vô trong này ở chung với em với cả chồng thì cũng mở cửa hàng buôn bán, mà mình ở trên đó thì cũng bất tiện. Nhưng mà nói chung là về dưới ba mẹ chồng thì cũng gần như ba mẹ mẹ mà đẻ mình à. Nên em lựa là em chọn là thôi về dưới ba mẹ chồng cũng được, không có sao hết ạ. Nhưng mà cách chăm sóc của mẹ chồng á, có khi nào mà
nó mâu thuẫn với cách chăm sóc của mẹ ruột mình hay không? Dạ cũng có. Thì nói chung là ở hai miền mà thì mỗi miền đều có cái phong tục khác nhau. Ví dụ như là trong như là ở ngoài Bắc á, thì là mới sinh xong là mình là không có được ăn những cái đồ nước, là phải ăn cơm với cả thịt kho nghệ á, để cho mau lành vết thương. Nhưng mà ở trong Nam là người ta trọng là ăn làm sao để cho bổ dưỡng, đó nên thay đổi món liên tục để cho mình quen á. Thì ăn bún, nhiều khi ăn bún phở hay ăn gì đồ nước nữa, mà nên nhiều khi mẹ em cũng thấy mẹ ruột á thì cũng thấy thì cũng nói thì cũng ấy, nhưng em cũng giải thích luôn. Thì em cũng bảo là thì tại bây giờ tụi em cũng lên mạng nhiều rồi, cũng coi sách vở báo bác sĩ ta cũng nói nhiều, người ta cũng khuyên là phải ăn uống cho đầy đủ đủ chất thì mới có sữa cho em bé. Thì mình giải thích cho mẹ ruột để mình nghe thì bà cũng hiểu, thì bà biết thì bà thông cảm, thì bà cũng không có ý gì hết. Nãy giờ nghe thấy hai mẹ chồng nàng dâu này không có gì mâu thuẫn hết nha, thấy nhẹ nhàng dễ thương quá nha. Chắc chắn không có cô hả? Nói thật đó, chứ nếu mà có thì chắc cũng không có lên. Tại vì con nên thành ra khi mà coi mình cảm thấy vui. Dạ. Nên thật vui mà như thế này vui mà thì nói đó, để trải lòng mình thôi chứ không phải nói đúng để gây mâu thuẫn với nhau. Đúng rồi, nhưng có đúng người rồi nói gây mâu thuẫn đó. Không, cũng có. Dạ có đó, đó cô nghe nè. Dạ có đó, cô nghe nè nha, có người này nói nè. Chuyện là mình khó xử nhất là lúc mà vợ mình mang thai và mới sinh con. Lúc đó thì về cái vấn đề mà nuôi con, ăn uống bồi bổ này nọ thì vợ mình thì là thế hệ trẻ nên là nghe học hỏi theo những cái kiến thức khoa học. Còn mẹ mình thì là người lớn tuổi rồi nên mà theo những cái kiến thức dân gian, những hiểu biết của người xưa. Nên nhiều khi hai người có mâu thuẫn với nhau về cái quan điểm. Ví dụ như lúc vợ mình đang mang thai và mới sinh em bé thì vợ mình hay xem điện thoại, mà mẹ mình thì cho rằng xem điện thoại nhiều là hại mắt hư mắt nên là dặn con dâu là đừng có xem nhiều nữa, nhưng vợ mình cứ lén xem. Mẹ mình thì cũng biết là vợ mình lén xem nhưng mà thôi thì nói không được thì thôi, cứ không làm gì hết. Tức là chàng trai thông báo có một điều là cô dâu cũng khó chịu, là mẹ chồng hay nói tới nó lui hoài luôn. Không phải cái vụ đó thầy. Vụ gì vậy cô? Mình có thể chia sẻ. Vậy mà nãy nó không có mâu thuẫn hả? Cái điện thoại á. Tụi con hay lắm con. Cái vụ là điện thoại đó. Rồi cứ là lấy ra cái thảy mẹ mà đi vô thì giấu, rồi mẹ đi ra thì lấy ra, cứ giấu hoài. Cái mẹ nói hoài, mẹ nói không được, mẹ mới cuối cùng cái mẹ phải kêu chở đi ra ngoài. Mẹ nói mẹ nhắc này con nhớ nha, trước lúc con về đây sanh thì mẹ có kêu con, mẹ nói rồi nếu con đồng ý ở với mẹ nuôi đẻ thì con phải nghe lời mẹ chứ, sao bây giờ mẹ nói con không nghe. Lúc đó mẹ kêu nói vậy thì em nghĩ sao? Thì lúc thì thực sự em nghĩ trong lòng thì cũng hơi buồn. Hơi buồn. Tại thực chất là nuôi con ở trong phòng, suốt ngày trong phòng, luẩn quẩn trong phòng, lúc nào nó tỉnh thì mình dậy mình cho nó chăm nó thôi. Nhưng mà nó ngủ, có một mình em nằm, thực sự nhiều lúc buồn lắm. Nhiều lúc cũng thỉnh thoảng cũng nhiều khi mình, cái cảm xúc của mình nó cũng kiểu như là nó khó chịu lắm. Nên mình muốn làm một cái gì đó để cho nó thoải mái á. Cô có mong muốn gì con dâu của mình hay không? Thật ra thì cô thì cũng không có đòi hỏi nó phải thay đổi. Tại vì bây giờ mỗi cái thế hệ nó khác nhau. Cái tuổi của cô lớn rồi. Dạ. Còn cái tuổi của con cô thì nó còn trẻ. Bây giờ đòi hỏi nó theo như cỡ cô thì không được rồi. Dạ. Đôi khi có những người thí dụ tâm lý không nói gì, có khi là có những người bảo thủ nữa. Rồi mình cứ bắt con mình nó theo mình thì nó không phải là nó nữa. Yeah. Mà cứ để cho nó cứ phát triển tự nhiên. Nhưng mà khi mà mẹ con mà cảm thấy có một cái gì đó mà thí dụ không có giữ với nhau thì mẹ con hãy cởi mở mà tâm sự với nhau, để cho cái cuộc sống trong gia đình nó hòa thuận hơn thôi. Hay quá. Chứ cô không có đòi hỏi là con dâu cô phải nghe theo cô toàn bộ. Yeah. Giả lại hai nữa là thật ra là cô rất thương con trai cô. Cô không muốn cho con trai cô sẽ là một cái người khó xử. Một bên là mẹ, một bên là vợ. Cô không muốn cho con trai cô dính vô. Yeah. Nên mẹ chồng với nàng dâu, hai mẹ con tự cố gắng để mà hòa hợp với nhau. Yeah. Để cho cái cuộc sống nó được vui vẻ. Bái phục, xin bái phục.
của con dâu. Không muốn mong muốn mẹ mình điều gì không? Thực sự là mẹ thì dù là muốn mẹ là không, đừng có thay đổi gì hết á. Nhưng bây giờ yêu thương tụi con như vậy là được rồi. Vậy thì quá đẹp rồi ha. Chúng ta xem người thứ ba muốn thay đổi gì ở hai nhân vật đang ngồi đây. Tính mẹ mình thì hay lo xa và hay nói nhiều. Những cái gì mẹ muốn nói thì mẹ thường hay lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái điều đó thì khiến cho tụi con cháu trong nhà thì nó hơi khó chịu. Nên là mình mong mẹ là nếu muốn nói điều gì thì chỉ cần nói một hoặc hai lần thôi. Và chúng con thì cũng cố gắng là lắng nghe mẹ để mẹ không phải nhắc nhở nhiều. Cô thì cô có cái tật như thế này nè. Khi mà cô sắm sửa cái gì cho mọi người á thì cô không tính toán. Yeah. Có nghĩa là miễn mọi người thích là cô sẵn sàng. Nhưng khi ta sắm sửa một cái gì cho bản thân cô á thì cô lại chi ly. Và cái đến khi mà cảm thấy cần thiết thì cũng đi mua. Chứ không phải là keo kiệt, chi ly rồi thành keo kiệt. Tới phiên cô á thì ý cô cũng muốn mình làm vậy đó. Để thử cái con mình nó sao. Hay quá. Không? Có nghĩa là để thử coi nó có hiểu được cái ý của mình là thay vì thí dụ cái điện thoại cô hư đi, cô không đi mua. Cái cô cứ cầm cô nói ôi cái điện thoại bữa nay hư rồi, lên Facebook không được, coi phim không được, thử vậy đó. Để coi con trai con dâu mình có mua không. Có mua không? Mua liền. Mua liền. Bây giờ hư chưa cô? Hư rồi, mỗi năm một cái à. Hư rồi chị ơi. Mới mua cái mới rồi. Nhưng mà điều có một cái là cô không biết là nó vô tình hay cố ý, mà cũng không biết là khôn hay dại trong đây. Mà mỗi lần cái điện thoại cô mệnh hư thì nó trúng những ngày lễ, những ngày kỷ niệm. Thí dụ như là ngày 8 tháng 3 nè, kỷ niệm ngày cưới nè, ngày sinh nhật là những ngày đó là tự nhiên cái nó hư hả? Không hiểu tại sao luôn á. Không hiểu nữa. Cái đến nỗi con trai dâu cô nói mẹ ơi sao mẹ xài điện thoại nhanh hơn tụi con. Cảm ơn cô trò chuyện rất là thoải mái. Thật sự hôm nay con rất là gọi là sư phụ đó, kêu cô là sư phụ đó. Cái cách đối xử với con dâu như vậy nó rất là hiểu con dâu. Chúng ta tạo mọi điều kiện để con dâu gần gũi mình như là con ruột vậy. Chúc cô và gia đình thật nhiều hạnh phúc ha, mãi mãi yêu thương nhau như thế này. Thôi cô cũng thay mặt con dâu ha. Dạ. Cảm ơn Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Nói nghe thôi bây giờ nè, đây là hai thần tượng cho tôi ôm một cái đi. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ. Đây cũng có phần quà của chương trình gửi tặng cô và chị. Chúc cô và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Dạ. Mong rằng những gia đình giữa mẹ chồng nàng dâu được như thế này thì thật sự chúng tôi cũng rất là hạnh phúc ha. Một lần nữa thì cảm ơn cô và gia đình rất là nhiều quan tâm theo dõi đến những chương trình và đặc biệt là chương trình mẹ chồng nàng dâu. Chúc chúng ta thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình yên mãi mãi. Dạ.